Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một tuần nhà mình ăn gì nha. Là thứ hai nè, nhà mình ăn bún măng vịt, bắn tim, bắn tủng đồ, ghê không? Đấy, thịt vịt luộc ra rồi nè. Nhìn miếng vịt ngon không? Đây là nồi nước, nước lèo nha. Ba là nhà mình sẽ ăn bánh xèo nha. Đấy, rồi rau hấp dẫn chưa? Đấy, bánh xèo miền Tây nha. Người miền Trung là mình ăn bánh xèo miền Tây. Đấy, nó mới độc lại. Thứ tư là mình sẽ ăn cá bóng kho tiêu nha mọi người. Nhìn hấp dẫn không? Thứ năm là ăn tiếp một món mặn là thịt. Sáu giờ mình sẽ ăn mắm ruốc kho. Đấy, mắm ruốc kho với thịt bà rọi nha. Ăn với cơm nguội, cơm nóng gì cũng ngon á. Dít một nồi miếng cơm vô là ăn thôi. Chuyển qua thứ bảy nè. Thứ bảy là làm món bánh bột lọc nha các bạn. Bột lọc này kỳ công lắm luôn á. Xào nhân nè. Ngon hay không ở cái nhân này đó. Quyết định ở cái nhân này ngon hay không đó. Đó, xong rồi làm bánh. Làm cái này nó cực như quỷ vậy đó các bạn. Mà ăn nó ngon. Rồi luộc, đây là đang luộc nè. Đây là thành phẩm nè. Nhìn cũng ra gì và này nọ lắm chứ. Là chủ nhật nha. Chủ nhật là nhà đông đủ nên ăn một nồi giò heo nè. Cái này là giò heo nha. Các bạn hầm nhớ bỏ với củ hành vô nha. Củ hành vô làm nước nó ngọt mà nó trong nước đó. Đó, nhìn các bạn hấp dẫn chưa đó. Với nuôi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký kênh cho mình với. Mình cảm ơn các bạn nha. Xin chào.